Hello anh em, mình là Kim Botun. Ở clip hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em về cái con IC tăng áp lửa sớm mà bên mình có phát triển và ship hàng cho anh em đó. Thì đây là cái bao bì của nó. Đó. Thì ở đây thì mình đã gắn một con lên cái xe này của mình là như thế này. Thì mình đã tháo cái xe mình ra là mình làm clip luôn cho anh em coi. Thì hôm trước thì có bạn tên là Nguyễn Văn Đồng thì phải. Để mình coi ở đây á. Ok, đây rồi. Nguyễn Văn Đồng ở Mai Dầm, Châu Thành, Hậu Giang. Đó. Thì đây là những cái phiếu ship hàng của bên mình. Thì mình có ship cho bạn ấy là hôm mùng 1 tháng 8. Thì khi bạn ấy lắp về, khi bạn ấy nhận được hàng về thì bạn ấy gắn trên xe của bạn ấy nó không nổ anh em nhá. Đó. Và mình bạn ấy có điện cho mình thì mình có hướng dẫn với bạn ấy là có thể là mượn một cái xe zin của người khác thì gắn vào thì lại nổ bình thường anh em nhá. Đó, thì cái clip này thì mình sẽ test luôn cho anh coi luôn. Ok, thì bây giờ là quy ước của cái màu dây của cái xe dòng Honda thì nó sẽ là như thế này. Thì các cái loại xe, ví dụ xe tàu thì có một số đời xe tàu nó sẽ khác cái màu dây này và nó sẽ cắm chân nó khác nhá anh em nhá. Ok, thì mặc định của nó sẽ là dây đen sọc vàng ở cái chân trên cùng phía bên trái ở đây. Anh em quy ước cái đầu rắc vấu ở đây nhá. Đó. Và cái dây bên phải ngoài cùng, ở trên cùng đây nó sẽ là dây xanh lá, dây xanh dương sọc vàng. Và bên dưới dây xanh dương sọc vàng nó sẽ là dây xanh lá sọc trắng, nó là dây mát anh em nhé. Cái dây này thì nó không quan trọng là sọc hay là không sọc. Đây anh em có thể nhìn luôn ở đây. Cái dây này của mình là có sọc này, xanh lá sọc trắng này. Cái dây này là không có sọc luôn anh em nhé. Nó đều là dây mát, anh em thấy nó bấu ở đây là vào mát này, mát sườn đó. Thì cái dây dưới này nó không quan trọng là sọc hay không sọc. Rồi ok, còn cái dây ở giữa nữa là cái dây đen sọc trắng, thì cái dây này sẽ là dây tắt máy của IC Zin thì không quan trọng. Đó, và bên cạnh đây nó sẽ là cái rắc là dây đen sọc đỏ thì mình vứt nó đi luôn rồi. Đó. Thì đây là con IC tăng áp lửa sớm bên mình, nó có một cái dây đỏ ở đây thì anh em sẽ kết nối vào cái dây đen sau khóa. Đó. Thì mình cũng nhấn mạnh luôn ở cái clip này là những cái xe mà nên gắn IC này là gì? Những cái xe mà đề dai khó nổ mà đạp dễ nổ, anh em nên gắn con này, một phát là nổ ngay. Đó. Chi phí giá rất là ok. Anh em không phải thay gọi là mô bin đèn đấy. Ở trong miền Nam gọi mô bin đèn, nhưng ngoài miền Bắc này mình hay gọi là cuốn nổ đó. Thì anh em không phải bung cái máy ra để thay cuốn nổ nữa mà chỉ cần gắn con này vào là ok. Đó, thì cách thức gắn thì như cái clip lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Chỉ cần rút ra và cắm vào là xong, không phải đấu nối gì cả. Nếu như trong trường hợp mà anh em cắm vào mà nó không nổ, mà cắm sang xe khác nổ thì anh em phải để ý lại cho mình cái màu dây ở đây. Thì quy ước màu dây thì mình đã quay cho anh em coi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em coi. Thì cái clip lần trước thì mình có chia sẻ với anh em là cái xe này chỉ cần là có bình ắc quy nhé, kể cả là bình chết cũng được, vẫn là nổ bình thường anh em nhé. Nếu như không có bình thì nó sẽ bị bỏ bõ. Nó còn có bình là bình chết cũng được. Thì mình gửi cho bạn Nguyễn Văn Đồng ấy, thì bạn ấy bảo là cái xe của bạn ấy phải có bình nó mới nổ, còn không có bình nó không nổ. Thì bây giờ là mình sẽ test luôn cho anh em coi. Ok, thì bây giờ là cái xe của mình bình nó vẫn khỏe, thì mình đã tháo cái bình khỏe ra rồi và mình sẽ cho một cái bình chết vào rồi. Thì bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên đó và mình sẽ bấm đề hết đó, không để được luôn anh em nhé. Đó, mình bấm là cái đèn này nó mất luôn này. Đó, ok, thì bây giờ là mình sẽ xi nhan này. Đó, xi nhan đứng im, nó còn không thèm nhảy anh em nhá. Đó, thì bây giờ là mình sẽ bấm còi. Còi vẫn còi được anh em nhá. Mà bấm đề là không đề được này. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ sang phía bên này. Rồi, bây giờ là mình sẽ điều chỉnh cái góc máy quay. Và bây giờ là mình sẽ cho anh em coi luôn là cái bình, nhận biết cái bình như thế nào bình khỏe và như thế nào là bình yếu. Thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cọng dây điện như này. Đó. Anh em không nên dùng đồng hồ nhé, cái đồng hồ này không giải quyết được cái vấn đề gì khi đo điện, bình ắc quy sống hay chết. Cái bình chết vứt đi ấy, các bạn có vứt ra ngoài hàng tháng trời, sau 2-3 tháng sau anh em đo nó vẫn cứ đạt cái số vôn nhá. Đó, thì bây giờ là mình sẽ thử đo trước cái số vôn xem nó sẽ là như thế nào. Ở đây là mình sẽ dùng con đồng hồ Victor 890C cộng ở những cái clip lần trước là mình có hay làm đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để như thế này cho anh em dễ quan sát này. Đó, thì mình để ở cái thang 20V. Thì bây giờ là mình sẽ đo cái bình này là bình thải của cái xe khác bỏ ra nhá. Đó, nó vẫn báo là 12,34V. Ok, thì bây giờ là cái bình này 12,48V.
Cái bình này là bình mình đang đi bình thường. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái cọng như thế này này. Anh em đo kiểm cho mình. Anh em thử như thế này nhá. Anh em dí một cực vào âm, một cực vào dương. Đó, cái này nói chung là vẫn còn khỏe. Nhưng mà chưa chắc là lên xe đã để được. Đó, thì nó như thế này. Còn cái bình này là bình trên xe của mình thì mình sẽ thử luôn. Đó, đấy, anh em thấy nó chảy luôn cái cực chì đây. Mình co gần vào đó, nó chảy luôn cái cực chì đây. Và nó tóe lửa rất là to. Đó, đó, anh em có thể nhìn, nó nổ bom bốp. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay luôn cái bình ắc quy yếu vứt đi của họ thì mình đã để ở trên này. Mình sẽ phải điều chỉnh nó quay đã. Ok, thì bây giờ là mình sẽ thử. Anh em có thể gãy luôn từ đây vào con ốc ở đây cũng được, hoặc là bỏ ra ngoài nhá. Thì bây giờ là mình đã tháo sẵn cái hộp cầu chì này ra để tí nữa mình test rồi. Thì bây giờ là mình sẽ gãy ở đây. Nó vẫn là ra mát thôi anh em. Đó, anh em thấy nó chỉ hơi gọi là tóe tóe lửa thôi. Như thế này là bình chết rồi. Bây giờ là mình sẽ bấm đề nhé. Đấy, anh em nghe dơ le đề vẫn nhảy này. Đấy, củ đề không muốn quay luôn. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test cho bạn ấy coi và cho các bạn coi là nó sẽ như thế nào. Mình đã nói là cái clip trước là cái IC tăng áp lửa sớm bên mình này, nó chỉ cần có bình ắc quy kể cả là bình chết nhá, không đề được luôn đấy. Chỉ có còi xi nhan nó còn không thèm nháy đấy. Bình này cực yếu. Và bây giờ là mình sẽ đâm nổ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cho xa cái máy ra một xíu. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đạp nổ nhé. Đó, mình đã đạp nổ rồi. Nó đã nổ bình thường anh em nhé. Bây giờ là mình sẽ ngắt cái điện bình ắc quy ở đây, để nó ăn nguyên điện nạp ở đây nhé. Mình rút cầu chì ra này. Đó, mà mình đã rút cầu chì ra. Bây giờ mình ga lên nó sẽ nổ lọc bọc. Đó, thì bây giờ là mình lại gắn nó vào. Ở cái clip trước là mình test phá là mình đã làm rồi, nhưng mà bạn ấy thắc mắc thì mình sẽ giải thích thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tắt ra chìa khóa đi và mình bấm đề lại này. Đó, anh em nghe cái tiếng dơ le ở đây nó đóng tạch tạch nhưng mà không đề được luôn. Đó, bình như thế là quá yếu. Ok, thì bây giờ là mình sẽ giải thích luôn tại vì sao mà cái con IC này nó không nổ được hẳn hoi mà nó lại nổ lọc bọc khi mà không có bình ắc quy. Thứ nhất là cái điện từ dưới máy lên là cái dây trắng nó cấp qua cái con sạc này, nó sẽ ra là cái dây đỏ để vào bình ắc quy. Đó, thì ở đây nó chỉ con sạc của thằng Honda nó chỉ là sạc bán kỳ anh em nhé, không phải sạc tuần kỳ, cho nên là cái dòng điện nó bị biến thiên. Nó bị biến thiên như thế thì nó sẽ là nhiễu điện và con IC tăng áp của các bạn nó sẽ nổ, nó vẫn nổ nhưng nó không nổ chuẩn được, nó bị lọc bọc, nó bị yếu điện, thiếu điện này. Đó, thì anh em chỉ cần gắn cho mình một cái bình ắc quy, kể cả là bình ắc quy chết đó. Tại vì sao là con bình này nó vẫn cứ tóe lửa được nhưng không đề được, xi nhan thì không xi nhan được mà còi thì vẫn kêu nhưng mà nó vẫn là tóe lửa được anh em nhá. Chỉ cần như thế là được. Đó, thì cái clip này mình đã test như thế là anh em đã đủ hiểu. Đó, chỉ cần là có bình ắc quy chết cũng được, nó chỉ cần hơi tóe lửa là cũng được. Như vậy là nó đã là gì, nó sẽ làm ổn định cái dòng điện lại. Dòng điện nó đang biến thiên, nó nhảy hình xin như này thì bây giờ nó có bình ắc quy vào thì nó sẽ là chuẩn điện một chiều. Chuẩn điện một chiều là cái dòng điện nó sẽ chạy thẳng như thế này. Đó, thì anh em nào làm điện tử thì anh em sẽ hiểu cái vấn đề này. Đó, thì clip này là mình sẽ test cho bạn đó và cho anh em hiểu về cái nguyên lý làm việc của con IC đây. Ok, thì cái cách thức là mình đã chia sẻ với anh em là anh em có thể là lấy cái dây đồng, dây điện to anh em dí vào một cực dương và anh em sẽ gảy vào mát, hoặc là vào thẳng mắt bình cực âm của bình nữa, thì anh em có thể biết là cái dòng điện của các bạn của bình ắc quy có khỏe hay không. Đó, thì ở cái clip này thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ sang bên này và mình chia sẻ tiếp về cái vấn đề là cái con IC ở đây. Thì con IC ở đây thì bên mình nó sẽ là quy cách đóng túi nó như thế này. Đó, thì nếu như trong trường hợp là ví dụ là anh em có thể là gắn qua những cái xe mà dòng WS110 á thì nó sẽ là hai rắc. Thì mình sẽ kiếm một cái con IC đây. Ok, thì anh em sẽ chờ mình một xíu nhé, nhanh thôi. Ok, thì ở đây là mình có một con bàn dẫn của con Super Dream loại đời mới bây giờ. Đây thì mình sẽ rút con này ra. Đây là chân rắc đời cũ anh em nhé. Chân rắc Super Dream đời cũ thì nó sẽ như thế này. Và chân rắc Super Dream đầy mới nó sẽ như thế này. Thì cái rắc này
nó sẽ cắm vừa vào thằng này. Đó. Khi anh em đặt về, ví dụ như trong trường hợp mà cái xe của bạn là loại hai rắc như thế này. Đó. Thì anh em có thể là ra quán hoặc anh em có thể alo cho mình trước khi anh em đặt hàng, thì anh em cũng kiểm tra qua cái xe của mình là rắc như thế này hay rắc như thế này. Thì anh em sẽ đặt hàng bên mình, thì mình sẽ gửi luôn cho anh em một cái rắc như thế này. Hoặc anh em có thể đi ra ngoài mua, nó chỉ có 5-10 nghìn một cái rắc này thôi. Và anh em sẽ rút cái chân ở cái rắc của trên cái xe của các bạn ra. Anh em sẽ ghim vào đây. Thì ghim vào đây rồi thì anh em sẽ gắn vào đây. Hoặc là anh em sẽ rút ở đây ra này. Và anh em nối nó vào. Đó. Ví dụ là những cái xe mà quay 110 thì thường nó sẽ là loại hai rắc như thế này. Thì anh em có thể là lấy một cái rắc như này anh em cắm vào, thì là nó sẽ là ra chân như thế này, rất là ok. Đó, nó chỉ có thế thôi, lưu ý bên mình nó chỉ có thế thôi. Nhưng mà thường là điện Honda thì những cái dòng quay hoặc dòng zin thì thường nó sẽ là cái chân như thế này anh em nhé. Đó, chân như thế này thì anh em chỉ cần cắm vào đây. Và cái màu dây ở đây quy ước nó sẽ là như thế này. Ở cái đầu clip thì mình đã quay cho anh em coi là màu dây như thế nào rồi đó. Thì anh em chỉ cần cắm đúng vào như thế. Như thế này là sẽ là nổ luôn anh em nhé. Ok. Đó. Thì anh em chỉ cần kiếm một cái rắc như thế này là ok. Đó. Ở cái clip này thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ anh em về cái con IC tăng áp bên mình ở đây. Đó. Thì nếu như trong trường hợp mà anh em đặt về mà cắm vào xe của mình nó không nổ, mà cắm sang xe khác nó lại nổ bình thường ấy, thì anh em hãy lưu ý cho mình là những cái chân ở đây. Đó. Thì là mình cũng xin chia sẻ luôn về cái vấn đề là tại sao mà nó có cái dây điện máy lên ấy, cái dây đen sọc đỏ lên ấy mà cắm vào nó không chết cái con IC này, là vì là ở trong này này. Anh em nhìn thấy ở trong này nó không có chân đấy. Nó chỉ có lỗ thôi, nó không có chân ở trong. Đó, còn bình thường là nó sẽ có cái chấu thò lên để nó tiếp vào những cái chân mà mình cần ở đây. Đó. Thì cái clip bên mình đã giải thích như thế rồi. Ok, thì nhân tiện là mình đã tháo cái bình ắc quy của mình ra ở đây, thì mình sẽ làm luôn cái clip mà hướng dẫn chia sẻ anh em cái cách mà bắt bệnh rồi cái xe của mình như thế nào là bình yếu và như thế nào bình khỏe, do bình hay là do củ đề. Đó, thì cái clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em là như thế. Clip sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách thức đo kiểm như thế nào là bình khỏe và như thế nào là bình yếu. Ok, xin chào anh em, mình là Kim Mô Tô, hẹn anh em với clip tiếp theo. Ok, xin chào. Nếu anh em thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của mình, hãy đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều những cái clip mà tự độ chế sửa chữa xe ở nhà.